Thêm hai người bị sốc nhiệt trong lúc bộ hành cùng ông Thích Minh Tuệ. Một quân nhân say xỉn lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn. Thanh niên bị công an triệu tập sau khi quay clip trộm cây xanh cầu view. Giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa hai bức tường. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến hành trình tu hành khổ hạnh của ông Thích Minh Tuệ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận thời gian vừa qua. Thông tin một người đàn ông trong quá trình tự nguyện đi theo đoàn người của ông Thích Minh Tuệ đã tử vong do bị sốc nhiệt, vẫn chưa hết bàng hoàng, thì mới đây tiếp tục có thêm hai người phụ nữ đi cùng đoàn người bám theo bị sốc nhiệt, mệt lả và nằm xuống đường. Cụ thể, vào sáng ngày 2 tháng 6, cơ quan chức năng huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế xác nhận hai người phụ nữ ở trên địa bàn huyện khi đi theo đoàn người bám theo ông Thích Minh Tuệ một quãng đường ngắn trên quốc lộ 1A do sốc nhiệt. Thời tiết có bất thường khi trời đang nắng gắt bất ngờ chuyển sang mưa dông. Do sự thay đổi này đã khiến hai người đuối sức, mệt lả và nằm xuống mặt đường. Rất may, ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an đã kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện nên hiện sức khỏe của hai người này đã bình phục. Điều đáng nói, trước đó có một người đàn ông vừa tử nạn vì cố bám theo đoàn người của ông Thích Minh Tuệ vào chiều ngày 29 tháng 5. Khi đi đến địa phận ngã tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, việc ông Thích Minh Tuệ đi ngang qua địa phận Thừa Thiên Huế đã tiếp tục thu hút sự hiếu kỳ của người dân trước đoàn người bộ hành, khiến tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Nhiều đoạn bị ách tắc khiến cho người tham gia giao thông lo lắng. Theo chính quyền huyện Phong Điền, một số nơi đoàn bám theo ông Tuệ đi qua nghỉ ngơi, tràn đầy rác, thậm chí phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh, đã làm phiền muộn cho nhiều người. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện đang tham gia giao thông phải đứng lại cản trở công việc làm ăn, buôn bán, đi lại của người dân. Thậm chí xe cấp cứu mặc dù hú còi xin đường nhưng vẫn không được. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn, đề nghị người dân không nên tụ tập đông người khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn. Thực hiện sự hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm chủ động thống nhất trong công tác hướng dẫn quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ đến Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo chủ động trao đổi với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở, ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn tỉnh. Đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Dưới cái nắng gay gắt chói chang như hiện nay tại miền Trung, người dân đặc biệt lưu ý không nên tập trung đi theo ông Thích Minh Tuệ gây ảnh hưởng đến giao thông và sức khỏe mỗi người. Những thông tin mới nhất về hành trình tu khổ hạnh của ông Thích Minh Tuệ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mới đây, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã truy đuổi bắt giữ xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tài xế lái xe gây tai nạn là một quân nhân trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vi phạm giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật đối với tài xế ô tô gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn xảy ra trên quốc lộ 19, đoạn qua huyện Đắk Đoa. Người lái xe gây tai nạn là ông KVT, 44 tuổi, ngụ xã Iarbe, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk. Được biết, ông T hiện là một quân nhân. Qua kiểm tra nồng độ cồn, kết quả kiểm tra xác định người này vi phạm nồng độ cồn 1,351mg trên lít. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6, ông KVT điều khiển ô tô 47A44933 lưu thông trên quốc lộ hướng từ Bình Định đi Gia Lai. Khi đến km 141 quốc lộ 19 đoạn qua thôn Hà Lòng 1, xe ông KVT xảy ra va chạm với ô tô 81B2759996 do bà TTTH 35 tuổi điều khiển theo hướng ngược lại. Gây tai nạn xong, tài xế KVT đã không dừng lại mà điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông nhận được tin báo của người dân nên đã khẩn trương truy đuổi và bắt giữ được xe gây tai nạn. Hiện bà Hát bị đa chấn thương, đang được đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương. Trước đó đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông bởi tài xế uống rượu bia khi lái xe mất tỉnh táo. Để chấm dứt những vụ tai nạn không đáng có xảy ra, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật giao thông, tuyệt đối không uống rượu bia khi lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Trên mạng xã hội những ngày qua xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên trộm cây cảnh trang trí trên đường ở Đà Nẵng nhằm câu view. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về nhiều phản ứng phẫn nộ từ dư luận. Trước hành động này, Công an quận Hải Châu đã mời thanh niên lên trụ sở làm việc. Vào sáng ngày 1 tháng 6, người dân phản ánh trên mạng xã hội một đoạn clip có nội dung một nam thanh niên trộm cây cảnh trang trí trên tuyến đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đáng nói, số cây cảnh này được sử dụng để trang trí tại phố đi bộ Bạch Đằng sắp được khai trương. Khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người dân tỏ ra hết sức bức xúc, phẫn nộ trước thái độ cười cợt và hành vi thiếu văn hóa của nam thanh niên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Hải Châu chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc. Trong thời gian ngắn, đội cảnh sát hình sự đã xác định được thông tin nam thanh niên xuất hiện trong clip là Hồ Văn Bê, 24 tuổi. Trưa cùng ngày, Công an quận cho biết đã mời Hồ Văn Bê lên làm việc về hành vi đăng tải clip có nội dung phản cảm gây bức xúc cho cộng đồng. Qua làm việc, B thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip và cùng bạn dàn dựng quay để đăng TikTok cho vui, chứ không có ý định là trộm cây xanh. B cũng nhận thức được hành vi của mình là sai, khiến dư luận bức xúc và xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh con người và thành phố Đà Nẵng. Hiện đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đang triệu tập bạn của B là người quay clip để làm việc chấn chỉnh hành vi. Thời gian qua có không ít những người làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội bất chấp những hành động phản cảm, phát ngôn gây sốc trên mạng để câu tương tác. Hành động này không những gây phẫn nộ trong dư luận mà còn phải đối diện với những hình phạt của pháp luật tương ứng với hành vi của mình. Thời đại công nghệ và thông tin số lên ngôi, tuy nhiên mỗi người sáng tạo nội dung cần biết chắt lọc, chọn lựa những thông tin hữu ích lành mạnh để truyền tải đến công chúng, tuyệt đối không đưa thông tin và hành động sai lệch gây nhiễu loạn xã hội. Vừa qua, một người đàn ông sinh sống ở Hà Tĩnh trong lúc cố gắng trèo xuống để lấy chiếc điện thoại bị rơi giữa rãnh hai bức tường nhà thì bất ngờ bị kẹt lại. Phát hiện người đàn ông, lực lượng chức năng đã lập tức đến giải cứu và phải mất 30 phút mới đưa được người đàn ông ra ngoài. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 53 phút ngày 1 tháng 6. Thời điểm này, ông Hoàng Phúc S, sinh năm 1971, trú tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, bị rơi điện thoại xuống khe tường ranh giới giữa nhà ông và nhà hàng xóm. Thấy điện thoại rơi, ông S đã tháo khung cửa sổ, sau đó chui xuống khe để lấy điện thoại. Quá trình này, ông đã bị mắc kẹt tại vị trí giữa hai móng bê tông của hai nhà. Vị trí ông S bị mắc kẹt có độ sâu khoảng 2 mét, không có cách nào tự mình thoát ra được. Phát hiện vụ việc, người thân hoảng hốt gọi hàng xóm đến ứng cứu nhưng không thành công. Nạn nhân bị kẹt lại và có diễn biến xấu, khó thở. Vụ việc sau đó đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Sau khi trấn an, động viên nạn nhân bình tĩnh, bằng phương pháp cứu hộ đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt trong tình trạng xây xác phần mềm. Ông Nguyễn Hoàng Phúc S sau đó đã được tiếp nước và sơ cứu. Hiện tình trạng sức khỏe ông S đã ổn định. Qua sự việc trên, có thể nói đây cũng là bài học cho mỗi người, tuyệt đối không leo trèo vào những khu vực nguy hiểm, có độ sâu cao hay những nơi chênh vênh, đặc biệt cần để mắt trông coi tới trẻ con, tránh xa những nơi nguy hiểm. Bộ Công an thông tin kết quả điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. Tìm thấy thi thể phụ nữ vụ phát hiện phần chân người ở hồ Tuyền Lâm. Bắt một người nước ngoài nghi sát hại tình nhân ở khách sạn Lotte. Phát hiện cặp vợ chồng bán ma túy bằng flycam. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn gây xôn xao dư luận trong thời gian qua bởi hàng loạt những sai phạm của tập đoàn này được phanh phui. Qua quá trình điều tra, Bộ Công an thông tin đã thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ của các bị can liên quan vụ án. Theo đó, tại chiều ngày 1 tháng 6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An. Theo Thiếu tướng, đây là hai vụ án phức tạp liên quan nhiều địa phương, khối lượng công việc cần điều tra là rất lớn. Cả hai vụ án này đã được đưa vào diện các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Liên quan trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay đã khởi tố 8 bị can, thu hồi hơn 40 tỷ đồng. Hiện đang mở rộng điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của tập đoàn này, đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Về kết quả điều tra vụ tập đoàn Thuận An, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn này đã trực tiếp hoặc liên danh tham gia trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Nhất là giai đoạn 2022-2023, tập đoàn trúng nhiều gói thầu với giá trị trên 18.000 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 bị can. Đồng thời, trong tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu giữ gần 40 tỷ đồng. Bộ Công an kêu gọi những ai có sai phạm liên quan đến vụ án sớm trình báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực từ đầu năm đến nay. Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa hai vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, gồm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các cơ quan địa phương liên quan, và vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan địa phương liên quan. Hiện Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ để mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt. Những thông tin mới nhất về hai vụ án nghiêm trọng trên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi đến quý vị. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Liên quan đến vụ phát hiện một phần chân người tại hồ Tuyền Lâm, mới đây Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ. Theo đó, thi thể này được phát hiện trong tình trạng đang bị phân hủy. Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 6 giờ ngày 1 tháng 6, người dân phát hiện một bộ phận giống chân người phân hủy mạnh nằm trên đường ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Sau đó, chính quyền địa phương, công an đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định bộ phận nói trên khả năng là chân người do động vật kéo từ trong khu rừng hồ Tuyền Lâm ra đường. Sau nhiều giờ tìm kiếm khu vực xung quanh, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể là nữ giới. Tại hiện trường, thi thể được tìm thấy đang phân hủy mạnh, sộc mùi thối, được phát hiện trong lùm cây tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cách phần chân được người dân phát hiện buổi sáng cùng ngày khoảng 500 mét. Thông tin ban đầu cho biết, thi thể phụ nữ này được xác định đã tử vong nhiều ngày trước đó. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra và xác minh nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại hồ Tuyền Lâm vừa qua. Vừa qua, tại khách sạn Lotte ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ nước ngoài đã tử vong trong tình trạng bị sát hại. Sau khi ra tay, nghi phạm có ý định tự chấm dứt mạng sống. Tuy nhiên, lực lượng an ninh của khách sạn đã kịp thời ngăn cản. Đối tượng này sau đó đã bị tạm giữ để điều tra. Theo cơ quan chức năng, khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 5, chị Park Hát, sinh năm 1991, quốc tịch Hàn Quốc, cùng bạn trai là Lee Chan-woo, sinh năm 1980, quốc tịch Hàn Quốc, đến thuê phòng 6012 tại khách sạn Lotte số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây, Lee Chan-woo đòi quan hệ giường chiếu, nhưng chị Park không đồng ý. Sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Khoảng 10 phút sau, Lee Chan-woo đã ra tay để sát hại chị Park, đồng thời dùng chiếc gối ở trên giường đè chặt lên mặt bạn gái của mình. Sau khi bạn gái tử vong, vì quá sợ hãi, Lee Chan-woo bấm thang máy để lên tầng 65 của khách sạn với mục đích tự chấm dứt mạng sống. Rất may lực lượng an ninh của khách sạn giữ lại và báo công an phường Cống Vị. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an quận Ba Đình điều tra. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng làm rõ. Thông tin mới đây từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết bắt giữ một cặp vợ chồng buôn bán chất ma túy trái phép trên địa bàn. Đáng chú ý, để qua mắt lực lượng chức năng, cặp đôi này đã giở thủ đoạn tinh vi bằng cách giao dịch ma túy bằng flycam. Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại cánh đồng khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, Công an thành phố Từ Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng Đỗ Tá Vinh, 43 tuổi, trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt quả tang thực hiện tội phạm cùng Vinh là Nguyễn Bá Hùng, 33 tuổi, trú ở thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Lương Bằng, 24 tuổi, quê quán Hà Giang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 1,6 gam heroin. Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an làm rõ Đỗ Tá Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng xây khu trang trại thuộc khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, rộng 700 m². Bên cạnh có một mương nước rộng khoảng 5 m, xung quanh rào lưới sắt B40, bên trong nuôi nhiều chó trông giữ. Để hoạt động mua bán chất cấm trái phép, hàng đêm Vinh điều khiển xe ô tô di chuyển từ nhà vào khu trang trại để bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Khi khách gọi điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách khu vực trang trại khoảng từ 400 đến 500 mét, rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây dài khoảng 15 mét vào một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn. Đối tượng nghiện đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi đặt ma túy vào chai rồi bay ra giao hàng. Công an tiến hành khám xét tại khu vực trang trại ở khu phố Trung Hòa, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ gần 190 gam heroin và ma túy tổng hợp, một bộ flycam, một xe ô tô Kia Morning, một khẩu súng khí nén bắn đạn trì, một dùi cui cùng nhiều tang vật liên quan. Tại nơi ở của Đỗ Tá Vinh thuộc khu phố Chùa Dận, cơ quan công an thu giữ một bộ flycam, hơn 100 triệu đồng, một két sắt và nhiều vật chứng liên quan. Bằng chiêu trò tinh quái, cặp đôi này đã buôn bán chất cấm bằng flycam để giao dịch nhằm qua mắt công an. Tuy nhiên, với nghiệp vụ chuyên nghiệp, lực lượng chức năng đã phát hiện ra cách thức hoạt động của hai đối tượng. Hiện nay, các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn, vậy nên lực lượng chức năng cần triển khai mạnh mẽ, triệt để phá những chuyên án ma túy gây ảnh hưởng đến xã hội. Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi tháo chạy khỏi trụ sở công an. Công an tìm thấy gì khi khám nghiệm hiện trường vụ thi thể phân hủy trong nhà liền kề? Truy tìm đối tượng Lê Minh Công, người bị 100 cảnh sát bao vây ở Bình Phước. Bắt đối tượng khống chế nhân viên phòng giao dịch của một công ty để cướp tài sản. Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi tháo chạy khỏi trụ sở công an. Cũng trong ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra vụ một người đàn ông giả vờ xin đi vệ sinh trong trụ sở công an rồi xô cán bộ công an hòng trốn thoát, tuy nhiên bất thành. Theo camera an ninh, một người mặc sắc phục công an mở buồng sắt để một người đàn ông đi ra ngoài. Camera cũng cho thấy người này sau khi được mở khóa cửa phòng tạm giữ cho đi vệ sinh, sau đó tháo chạy thật nhanh ra trước cổng trụ sở rồi nhảy lên xe máy của một phụ nữ. Hai người bị nhiều người đuổi theo, kéo ngã xe giữ lại. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại trụ sở Công an phường Tam Bình vào ngày 29 tháng 5. Theo đó, lực lượng chức năng phường Tam Bình trong lúc tuần tra trên địa bàn phát hiện một nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đưa về trụ sở. Nghi phạm này tên T, 35 tuổi, trước đó cũng có hành vi trộm cắp tài sản ở huyện Nhà Bè. Trong lúc T bị tạm giữ thì được một người phụ nữ đi xe máy đến đưa cơm, chờ ở cổng. T xin cán bộ công an dẫn đi vệ sinh. Công an mở cửa phòng tạm giữ cho T đi vệ sinh khoảng 1 phút. Lúc quay lại, T bất ngờ xô công an rồi chạy ra cổng trụ sở ở đường Tô Ngọc Vân rồi lên xe máy của người phụ nữ hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, đi được một đoạn, chiếc xe mất lái và đổ ra đường. Nghi phạm T bị bắt giữ. Bước đầu xác định người phụ nữ là hàng xóm của nghi phạm, được người nhà T nhờ mang cơm đến. Vụ việc được chuyển cho Công an thành phố Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ phát hiện một người đàn ông đã tử vong lâu ngày đang trong trạng thái phân hủy trong khu nhà liền kề ở Lào Cai. Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ một chiếc ba lô, một máy điện thoại, một tấm ảnh. Khám nghiệm sơ bộ xác định trên người nạn nhân không có dấu vết tác động của ngoại lực. Tối 31 tháng 5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân để điều tra xác minh danh tính và nguyên nhân dẫn đến tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai không phát hiện dấu vết bất thường. Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ một chiếc ba lô, một máy điện thoại, một tấm ảnh. Khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân cao khoảng 1m65, trên người không có dấu vết tác động của ngoại lực. Sau khi khôi phục dữ liệu từ chiếc điện thoại thu giữ tại hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai xác định cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào tháng 2 năm 2024. Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, căn nhà không có người dân sinh sống. Vào một số buổi tối, họ có thể nhìn thấy người đàn ông ra vào khu nhà. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã ra thông báo vụ việc, đồng thời tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân, nhưng đến nay chưa có kết quả. Trước đó vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28 tháng 5, Công an phường Bình Minh nhận tin báo của nhân dân phát hiện một thi thể nam giới nằm trên tầng 3 của dãy nhà liền kề Xe Thô thuộc tổ 3 phường Bình Minh. Qua xác minh tại hiện trường, Công an phường Bình Minh xác định nạn nhân là nam giới đã phân hủy. Nạn nhân nằm trên tấm nệm tại tầng 3 của ngôi nhà liền kề mới xây thô nên đã trình báo sự việc đến Công an thành phố Lào Cai. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Truy tìm đối tượng Lê Minh Công, người bị 100 cảnh sát bao vây ở Bình Phước. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo truy tìm đối với Lê Minh Công, sinh năm 2000, để điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Được biết, Công chính là người từng bị 100 cảnh sát bao vây ở Bình Phước do liên quan đến vụ án ma túy quy mô khủng. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng Công an thành phố Đồng Xoài và Công an các huyện Đồng Phú, Phú Riềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Quá trình phá án, Công an đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra. Riêng đối tượng Lê Minh Công, lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp, đã lẩn trốn. Công an tỉnh Bình Phước đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây, truy tìm đối tượng Lê Minh Công. Sau đó, Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên đến nay, đối tượng Lê Minh Công vẫn bặt vô âm tín. Theo cơ quan công an, đối tượng có đặc điểm màu da ngâm đen, người mập, có hình xăm trên hai tay. Công an tỉnh Bình Phước đề nghị người dân biết thông tin về Lê Minh Công, thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước để giải quyết. Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công của cá nhân tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Sáng ngày 2 tháng 6, ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên An, huyện Diên Khánh xác nhận vừa xảy ra một vụ cháy kho hàng của người dân. Khu vực xảy ra vụ cháy trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc thôn Võ Kiện, xã Diên An. Theo người dân tại hiện trường, vào rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ kho hàng tại thôn Võ Kiện. Đám cháy nhanh chóng lan rộng và tạo ra một cột khói cao hàng chục mét. Một số công nhân đang làm việc trong kho dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành, tìm cách thoát thân ra ngoài. Chủ kho cùng nhân viên đã đưa được ô tô tải và một ít vận dụng ra ngoài trước khi lửa bao trùm. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 8 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định thiệt hại về người và hàng hóa trong vụ cháy vừa xảy ra. Kính chào quý vị khán giả, hiện tại Thùy Linh đang có mặt tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, và hôm nay ngày 2 tháng 6 thì trường có tổ chức thi đánh giá năng lực để xét tuyển các học sinh vào lớp 6. Theo ghi nhận của phóng viên thì ngay từ sớm đã có rất đông phụ huynh cũng như là học sinh có mặt để tham gia vào kỳ thi tuyển năm nay. Trong buổi sáng ngày hôm nay, các thí sinh sẽ tham dự thi đánh giá năng lực 3 môn là toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Chị Nguyễn Thị Thu Hương Hà Đông tỏ ra khá lo lắng khi nhìn thấy các thí sinh tham dự rất đông. Hồi hộp không kém con đang bước vào phòng thi là tâm trạng chung của chị Hương cũng như rất nhiều các bậc phụ huynh có mặt tại điểm thi của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay. Bố mẹ còn hồi hộp hơn là các con ạ. Từ đêm hôm qua thì cả nhà đều rất là hồi hộp và sáng nay thì cả nhà đều đưa con đi ạ. Đứng ở trước cổng trường mới thấy được là cái cảm xúc là nó bồi hồi, nó xúc động, nghĩa là không biết diễn tả bằng cái từ gì nữa. Tôi thấy là để cho các cháu được gọi là cọ sát với cả làm quen các môi trường thì sau này các cháu có rất nhiều các kỳ thi cử nên là cho cọ sát thì còn cũng là giảm cái thành tích với cả gì. Năm nay có 5.555 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, trong khi đó chỉ tiêu của trường chỉ là 270 học sinh, tỷ lệ chọi lên tới 1/20, tức là 20 thí sinh thi mới có một người đỗ. Đúng là rất là may mắn là hôm nay thời tiết đẹp và chắc là các con sẽ có được một cái cuộc thi như ý để các con có thể hiện năng lực của mình. Và nhà trường cố gắng năm nay có một cải tiến nhỏ, đó là tặng các con một hộp sữa, một cái bánh để giữa cái buổi thi các con có thể điểm tâm để cho đỡ căng thẳng hơn và cũng có năng lượng để thi tốt hơn. Nhà trường sẽ chấm thi vào ngày 6, 7, 8 và sau đó công bố vào ngày 12 tháng 6 để 13 có thể nhập học cho học sinh khóa mới. Do số lượng thí sinh đăng ký khá đông nên công tác chuẩn bị thi của nhà trường rất được chú trọng. Cũng trong sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, trường Marie Curie cũng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển học sinh vào lớp 6 cho hai cơ sở là cơ sở Mỹ Đình và cơ sở Văn Phú. Với hơn 1.500 hồ sơ cho hai cơ sở, các thí sinh tỏ ra khá lo lắng khi bước vào kỳ thi này. Hiện tại con vừa cảm thấy thoải mái và lo lắng khi bước vào kỳ thi. Khi sau kỳ thi con cảm thấy vừa hồi lo lắng á. Hôm nay con đến con cảm thấy hơi đông, con cảm thấy hơi áp lực. Công tác chấm thi thì rất khẩn trương. Sau khi các con thi xong, học sinh thi xong thì ngay buổi chiều chúng tôi sẽ có tổ chức ngay công tác chấm thi. Và chấm thi thông thường như hàng năm thì cứ khoảng 8 giờ tối là đã xong kết quả. Và sau khi xong kết quả thì chúng tôi khoảng tầm 9 hoặc 10 giờ sẽ có trên trang web của nhà trường để có kết quả luôn. Khác với các trường khác, trường Marie Curie chỉ tổ chức thi đánh giá năng lực 2 môn là toán và tiếng Anh, trường không tổ chức kiểm tra đối với môn tiếng Việt. Thưa quý vị các bạn, mở đầu sự kiện lễ hội sông nước lần 2 năm 2024 là chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại đã diễn ra vào tối ngày 31 tháng 5, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự trực tiếp và trực tuyến. Đây là vở đài nhạc kịch lần đầu tiên diễn ra trên dòng sông Sài Gòn và cũng là điểm nhấn của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Chị cảm thấy tự hào rất là nhiều. Năm ngoái chị chưa có cơ hội để tham dự tại vì cũng bỏ lỡ, cũng khá là tiếc, nhưng mà năm nay chị được trải nghiệm cách trọn vẹn và hầu như là được nhìn khá là gần với sân khấu và được nhìn sự nỗ lực của mọi người trong các biểu diễn và trong từng lời hát. Chị cảm thấy rất tự hào và là một cái chuỗi câu chuyện từ lịch sử cho đến hiện tại mang cho mình rất là nhiều cảm xúc và cảm thấy càng ngày càng tự hào và muốn những người dân, những người khách du lịch sẽ biết đến Việt Nam mình qua những cái sự kiện lớn như thế này. Thứ nhất đó là mình rất là thấy bổ ích vì có những cái nó tái tạo được những cái lịch sử từ xưa nay thì mình chỉ đọc trong sách thôi, còn bây giờ mình được nhìn thấy nó rất là sống động, mình thấy nó rất là tự hào và cảm xúc mình lúc mà dân chào là tất cả các bạn mình đều vỗ tay rất là đồng nhiệt. Thì chương trình này là chương trình lịch sử thì qua đó em học được rất là nhiều thứ về lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đó là gia đình cũng biết thêm được nhiều thứ và qua cái câu chuyện mà bên chương trình đã truyền tải thì mình đã có thể có được những cái trải nghiệm mới thú vị hơn trong cuộc sống của mình. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình nghệ thuật Chuyến tàu huyền thoại tạo ra xu hướng kết hợp giáo dục giải trí, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tự tôn dân tộc trong cộng đồng giới trẻ bằng các hình thức nghệ thuật hiện đại. Bên cạnh chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 còn có chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, mua sắm được tổ chức theo một chủ đề xuyên suốt. So với thành công của lễ hội sông nước lần 1 thì ngành du lịch thành phố chúng tôi nhận được rất là nhiều cái tín hiệu tích cực. Tín hiệu tích cực ở đây thì xuyên suốt trong lễ hội sông nước thì ngoài những cái doanh thu và những cái mặt đem lại cho những sản phẩm du lịch đường thủy của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thì bên cạnh đó thì những cái tác động về các cái đầu tư của các cái doanh nghiệp về đường thủy cũng được quy mô hơn và nhiều hơn. Đó là lý do lễ hội sông nước lần thứ 2 thì ngành du lịch thành phố chúng tôi cũng chuẩn bị khá là kỹ lưỡng. Đối với lễ hội sông nước lần 2 thì ngành du lịch thành phố chúng tôi cũng đặt ra những cái mục tiêu lượng khách đến với Thành phố Hồ Chí Minh, nó sẽ giúp cho những cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các tác động kinh tế đối với thành phố, nó cũng những cái tác động cụ thể trong xuyên suốt cái thời gian này. Ngay sau vở đại nhạc kịch là chương trình diễu hành, trình diễn drone, bắn pháo hoa tạo nên bức tranh đa sắc màu. Trong đêm khai mạc lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 6, trải dài từ khu vực trung tâm đến các quận huyện trên địa bàn thành phố. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tuần tới của báo Lao động. Ngay sau đây, Huyền Trang sẽ đem đến thông tin xu thế thời tiết đáng chú ý nhất trong tuần sau. Thưa quý vị, trong tuần tới, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái mưa dông là chủ đạo. Mưa thường xuất hiện vào thời điểm chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Cụ thể, theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to từ thứ 2 tới thứ 6, tức là từ ngày mùng 3 tới ngày mùng 6 tháng 6. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 tới 32 độ C. Thời gian mưa dông tập trung chủ yếu chiều tối đến đêm và sáng, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong ngày thứ 7, tức là ngày mùng 8 tháng 6, trời hưởng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động chủ yếu trong khoảng từ 32 tới 33 độ C, thời tiết nắng ráo quay trở lại. Tuy nhiên, khả năng cao sang đến ngày Chủ nhật, thủ đô Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa rông, mưa có thể kéo dài sang đến đầu tuần sau. Tuần tới ở khu vực Trung Bộ, trong tuần buổi sáng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đến đặc biệt gay gắt. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to và có dông. Ở phía Nam, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên tuần tới Thành phố Hồ Chí Minh dự báo mưa dông sẽ xuất hiện diện rộng từ thứ 2 tới Chủ nhật, tức là từ ngày mùng 3 tới ngày mùng 9 tháng 6. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm nhưng vẫn xuất hiện gián đoạn nhiều thời điểm trong ngày, với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 tới 34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa được dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sóng cao từ 1 tới 2 mét, biển động. Quần đảo Trường Sa cũng cảnh báo có mưa, sóng cao từ 1,5 tới 2,5 mét. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới nhiều khả năng xuất hiện những điểm mưa rào và dông, cục bộ có mưa to ở Tây Nguyên do tác động của áp thấp nhiệt đới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian gần đây, vụ việc bé trai 5 tuổi tại Thái Bình tử vong trên xe đưa đón do bị bỏ quên đang là thông tin được đông đảo người dân quan tâm và bày tỏ sự bức xúc. Theo đó, thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, ông NVL, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu Hờ và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, lái xe L mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của hệ thống nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu Hờ nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cậu ruột của cháu là anh TDA đến đón cháu thì đã phát hiện sự việc cháu Hờ bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Tôi thấy bất bình chủ yếu là cái việc này nó đã xảy ra ở một cái trường tiểu học ở Hà Nội rồi. Nhưng mà không hiểu sao các nhà trường đưa ra các cái quy định, đưa ra những cái quy định mà để bàn giao công việc lại cho những người còn lại. Nó như nào, nó đã chặt chẽ chưa? Tại sao lại vẫn để xảy ra cái vụ việc nó như thế? Mà bản thân nếu mà như con tôi thì chắc tôi cũng không chịu được. Chia sẻ với báo Lao Động, luật sư Nguyễn An Bình, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn An Bình và cộng sự cho biết, cô giáo và người tài xế lái xe ngày cháu Hờ tử vong sẽ là những đối tượng trực tiếp liên quan và sẽ bị truy cứu và tuyên án với tội danh vô ý làm chết người. Cái người mà điểm danh các cháu ấy, trực tiếp dẫn các cháu lên lớp ấy, là cái người đấy có thể phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong trường hợp họ có lỗi. Tiếp theo là cái người lái xe ấy, trong cái người lái xe buýt đấy đưa đón các cháu đấy, thì tất nhiên là hai cái người đấy là thuộc dạng tình nghi cao nhất. Thế tuy nhiên bây giờ phải xác định là họ có lỗi hay không. Lỗi không thì phải căn cứ vào cái hợp đồng lao động của hai người đấy với nhà trường như thế nào, quy định về trách nhiệm của họ khi mà đưa đón các cháu ra sao, có phải kiểm tra các cháu không, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm thế nào, báo cáo lại gia đình như thế nào mà để xảy ra trường hợp cháu bé chết trên xe như vậy. Nếu mà trong trường hợp có lỗi của những cái đối tượng gây ra cái chết cho cháu thì đang có dấu hiệu thôi, tức là dấu hiệu của hành vi vô ý làm chết người. Tội phạm hình phạt định tại khoản 1 điều 128 Bộ luật hình sự 2015 với cái khung hình phạt là từ 1 đến 5 năm. Theo luật sư Nguyễn An Bình đánh giá, đây là một hành vi cầu thả, tắc trách của người lớn mà làm ảnh hưởng đến cả mạng sống của một đứa trẻ. Dù cho có chịu trách nhiệm về mặt hình sự, dân sự, bồi thường cũng không thể làm nguôi ngoai được nỗi đau quá lớn trong lòng người thân của cháu bé. Ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam lái xe và khởi tố hai người nữa trong vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung 2. Gần đây, có rất nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra với loại hình nhà ở nhiều tầng, nhà trọ, nên lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ. Theo tìm hiểu của Lao Động, khu trọ này vừa được cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hệ thống thoát hiểm ở tầng 5 còn thiếu. Chủ trọ cũng cho biết sẽ sớm hoàn thiện hệ thống thoát hiểm vào thời gian tới. Vì lớp vừa kiểm tra hôm qua, còn tất cả đây đều là hệ thống báo cháy hết rồi, báo khói này. Chứ muốn cái thoát hiểm thôi. Trên tầng 4 với tầng 5 là chưa có thôi. Tầng 5 thôi, tầng 5 chưa cắt thôi. Bọn mình mai cũng phải cắt một cái từ góc cái này. À, tức là bây giờ chưa cắt à? Phải cắt, từ giờ tầng 5 rồi cắt, không cắt là nó lấy nó phạt. Tuy nhiên, khu trọ trên chỉ là một trong số ít những khu trọ chuẩn bị cho việc hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bởi hiện nay, Hà Nội còn rất nhiều nhà trọ quay chuồng cọp kín bưng, thiếu lối thoát hiểm cho người thuê, đặc biệt là những mô hình nhà dân kết hợp cho thuê trọ. Chủ nhà thường chủ quan lực lượng chức năng không kiểm tra nên không đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho người thuê. Hiện tại thì mình đang ở khu trọ người dân cho thuê lại. Biện pháp phòng cháy chữa cháy thì cũng chưa có gì nhiều. Nhiều lúc ở cũng hơi lo vì hiện tại thì cũng có nhiều cháy xảy ra. Nhưng mà công việc của mình thì đang chạy xe nên là cũng chưa có đủ tiền để đi thuê chỗ khác có đầy đủ biện pháp phòng cháy chữa cháy hơn. Qua cái nhiều vụ cháy thì mình cũng khá là quan ngại về nhà trọ và chưa đầy đủ trang thiết bị. thì mình cũng chủ động thôi, đảm bảo cái tính mạng của mình thì mình cũng cùng các bạn cùng phòng thì cùng tòa thì cũng tự trang bị cho mình cái thang dây đó, để phòng những trường hợp mà không may. Theo thống kê của quận Cầu Giấy gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả tổng rà soát nhà trọ trên địa bàn sau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong ngày 24 tháng 5. Có gần 3.200 cơ sở nhà trọ không đảm bảo ngăn cháy lan, không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Trên 2.800 nhà trọ không đảm bảo điều kiện lối thoát nạn và gần 3.000 cơ sở có hệ thống báo cháy không đảm bảo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sáng nay ngày 1 tháng 6, Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025. Các thí sinh lần lượt thực hiện các bài thi như sau: đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội. Nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay vừa sức và nằm trong phạm vi ôn tập, tuy nhiên khó hơn so với đề thi mẫu trước đó. Tự tin trong cái bài làm này và theo em thì môn tiếng Anh của em nghĩ là em sẽ đạt được điểm cao. Còn đối với cả môn toán và môn văn thì toán nay em thấy thì cũng hơi khó, còn ngữ văn thì em cũng trúng tủ với chị ạ. Em nghĩ đề thi năm nay cũng tương đối phù hợp với cả sự năng lực của học sinh. Tuy nhiên đề toán năm nay có vẻ hơi khó. Em dự đoán mức điểm mình tầm 29 điểm. Sau hai lần đợt thi thử đợt 2 và đợt 3 thì tại vì khoảng cách độ khó của hai bài thi thử đấy nó cũng khá là cách biệt nhau nhiều, thế nên là em nghĩ đợt thi thử này nằm ở giữa hai cái khoảng đấy. Thế nên đề thi lần này em đánh giá tầm bình thường đến khó, thì mấy bạn giỏi sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà mấy bạn mà hơi chủ quan tí thì chắc sẽ hơi bị bất ngờ. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn các hệ tuyển sinh cùng thời điểm, tổ chức nhập học hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên trong cùng một ngày. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 30 tháng 6 trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ. Bắt đối tượng khống chế nhân viên phòng giao dịch của một công ty để cướp tài sản. Thưa quý vị, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Khánh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Bình, 32 tuổi để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1992, ngụ khu phố Cẩm Tân, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh điều khiển xe máy đến phòng giao dịch F88 tại 332 Hồng Thập Tự, khu phố 5, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, tìm kiếm người sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản. Bình mang theo trong người một con dao Thái Lan. Đến nơi lợi dụng thời điểm phòng giao dịch vắng vẻ, không có người ra vào và chỉ có mình chị LTTL, nhân viên F88 đang trông coi, Bình đã rút dao từ trong người ra uy hiếp chị L, yêu cầu đưa tiền cùng điện thoại. Chị L không dám kháng cự, buộc phải mở ngăn kéo có chứa tiền cho Bình. Thấy vậy, Bình cầm lấy một xấp tiền rồi đi ra ngoài và đe dọa chị L không được đuổi theo. Tuy nhiên, chị L vẫn chạy theo nên Bình nhanh chóng lên xe nổ máy bỏ chạy. Chị L nắm lấy phía sau đuôi xe máy của Bình. Bình dùng dao gây thương tích vào tay của chị L. Sau đó, Bình bị người dân khống chế bắt giữ và đưa về công an phường. Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Bình để điều tra về hành vi cướp tài sản. Công an thành phố Long Khánh đã phối hợp với Công an phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, lập hồ sơ vụ việc, thu giữ của đối tượng một con dao Thái Lan, cán màu vàng có mũi nhọn, một điện thoại di động hiệu iPhone 15 Pro màu đen, tổng số tiền 21.502.000 đồng mà Bình đã chiếm đoạt của chị L. Về phía chị L bị thương ở ngón tay, không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe đã ổn định. Được biết Nguyễn Thái Bình là đối tượng nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Khánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thái Bình để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ cuối năm 2022 đến nay, các cấp công an trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã vận động nhân dân tự giác giao nộp, thu gom từ các người mua vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua mạng Internet. Trong đó có trên 650 loại vũ khí thô sơ như đao, kiếm, mã tấu, côn, dao tự chế, các loại bình xịt hơi cay, súng tự chế bắn đạn bi, súng điện, súng bắn cồn, các loại đạn dùng cho súng tự chế và tang vật vi phạm hành chính liên quan. Quá trình tiêu hủy được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Việc tiêu hủy nhằm làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng của các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần thực hiện nghiêm luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây là hiện trường vụ sạt lở bờ sông Cái Sắn cạnh quốc lộ 80 thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 5. Theo ghi nhận của phóng viên thì đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành lót vải địa để đổ cát tạm thời khắc phục sự cố. Vụ sạt lở với chiều dài 41m, rộng 4m ăn sâu vào quốc lộ 80. Vị trí sạt lở thuộc dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 80 do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Khu vực sạt lở xảy ra tại tuyến đường giao thông nối ngã ba lộ Tẻ Rạch Sỏi về thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và cầu Dầm Cống, đường cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi. Trên tuyến này có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, do đó đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài cả km. Đến thời điểm hiện tại, các công nhân đã lót dải địa để đổ cát tạm thời khắc phục sự cố. Sau 10 ngày triển khai các phương án thi công, khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đến trưa ngày 31 tháng 5, tàu hàng có tải trọng hơn 900 tấn đã thử tải an toàn qua hầm đường sắt Chí Thạnh, chính thức nối lại tuyến đường sắt Bắc Nam. Sau khi phát lệnh thông hầm, đơn vị thi công sẽ tiếp tục kiểm tra và sửa chữa hầm, đảm bảo quá trình lưu thông của các đoàn tàu chở khách qua hầm được an toàn. Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, từ khi xảy ra sự cố sạt lở hầm đường sắt đến nay, ngành đường sắt đã trung chuyển 128 chuyến tàu với hơn 36.000 hành khách. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án 85 đã huy động các nhà thầu có chất lượng, có uy tín và đầy đủ phương tiện máy móc thiết bị để đảm bảo làm việc 24 đến 24 giờ để thông tàu về thời gian sớm nhất. Theo ông Tuấn, hiện nay toàn tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn còn 12 hầm đường sắt đã xuống cấp, cần sớm được sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu. Thưa quý vị các bạn, mở đầu sự kiện lễ hội sông nước lần 2 năm 2024 là chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại đã diễn ra vào tối ngày 31 tháng 5, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự trực tiếp và trực tuyến. Đây là vở đại nhạc kịch lần đầu tiên diễn ra trên dòng sông Sài Gòn và cũng là điểm nhấn của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Chị cảm thấy tự hào rất là nhiều. Năm ngoái chị chưa có cơ hội để tham dự tại vì cũng bỏ lỡ, cũng khá là tiếc, nhưng mà năm nay chị được trải nghiệm cách trọn vẹn và hầu như là được nhìn khá là gần với sân khấu và được nhìn sự nỗ lực của mọi người trong các biểu diễn và trong từng lời hát. Chị cảm thấy rất tự hào và là một cái chuỗi câu chuyện từ lịch sử cho đến hiện tại mang cho mình rất là nhiều cảm xúc và cảm thấy càng ngày càng tự hào và muốn những người dân, những người khách du lịch sẽ biết đến Việt Nam mình qua những cái sự kiện lớn như thế này. Thứ nhất là mình rất là thấy bổ ích vì có những cái nó tái tạo được những cái lịch sử từ xưa nay thì mình chỉ đọc trong sách thôi, còn bây giờ mình được nhìn thấy nó rất là sống động, mình thấy nó rất là tự hào và cảm xúc mình lúc mà dân chào gọi là tất cả các bạn mình đều vỗ tay rất là đồng nhiệt. Dạ thì chương trình này là chương trình lịch sử thì qua đó em học được rất là nhiều thứ về lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đó là gia đình cũng biết thêm được nhiều thứ và qua cái câu chuyện mà bên chương trình đã truyền tải thì mình đã có thể có được những cái trải nghiệm mới thú vị hơn trong cuộc sống của mình. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại tạo ra xu hướng kết hợp giáo dục giải trí, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tự tôn dân tộc trong cộng đồng giới trẻ bằng các hình thức nghệ thuật hiện đại. Bên cạnh chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 còn có chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, mua sắm được tổ chức theo một chủ đề xuyên suốt. So với thành công của lễ hội sông nước lần 1 thì ngành du lịch thành phố chúng tôi nhận được rất là nhiều cái tín hiệu tích cực. Tín hiệu tích cực ở đây thì xuyên suốt trong lễ hội sông nước thì ngoài những cái doanh thu và những cái mặt đem lại cho cái những sản phẩm du lịch đường thủy của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Thì bên cạnh đó thì những cái tác động về cái sự các cái đầu tư của các cái doanh nghiệp về đường thủy cũng được quy mô hơn và nhiều hơn. Đó là lý do lễ hội sông nước lần thứ hai chúng tôi ngành du lịch thành phố chúng tôi cũng chuẩn bị khá là kỹ lưỡng. Đối với lễ hội sông nước lần hai thì ngành du lịch thành phố chúng tôi cũng đặt ra những cái mục tiêu lượng khách đến với thành phố Hồ Chí Minh, nó sẽ giúp cho cái những cái mục tiêu là tăng trưởng kinh tế, các tác động kinh tế đối với thành phố, nó cũng những cái tác động cụ thể trong xuyên suốt thời gian này. Ngay sau buổi đại nhạc kịch là chương trình diễu hành, trình diễn drone, bắn pháo hoa tạo nên bức tranh đa sắc màu. Trong đêm khai mạc lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 6, trải dài từ khu vực trung tâm đến các quận huyện trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa lớn ở nhiều nơi, kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều tuyến đường thấp trũng bị ngập. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, mưa lớn vừa ngớt, các tuyến đường tại khu vực chợ Thủ Đức như Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Dành tiếp tục ngập sâu. Giao thông qua lại khu vực gặp nhiều khó khăn, nơi bán hàng của các tiểu thương tại chợ cũng bị nước tràn vào, ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Trong khi đó, cơn mưa vào chiều cùng ngày cũng khiến đường Dạ Nam, Phạm Thế Hiện quận 8, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh ngập nước. Nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy, dắt bộ. Một số cửa hàng kinh doanh cũng phải kê cao để ngăn nước tràn vào. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ngày 31 tháng 5, thời tiết Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.